qua tôi thấy là bảo là hiền mà nên với cả chắc là ngày đi qua đúng là liền bà đang làm nữa rằng tại vì xuống đấy mà nói chuyện thì chưa mà bà lại bảo xuống đấy thì nói chuyện với chu chu tôi cũng hỏi là vậy chứ tôi biết thằng Hằng bà chối vậy chứ không nọ nó cứ nói là hiện bà chối bà cũng biết là hai ngày mà không thấy rét quên này ở trong nhà ra cũng nhìn ngồi đâu bà xuống ba ngày đi bà bảo là mua bát cả mua rồi có 20.000 chục ba giá của nó 45.000 giá 20 nó bán là giá nào nó bán cho bà hiện là 45.000 chục mà bà tôi là về mình kể với bà hiện vậy bà thấy khéo nào bán 45.000 để bán bà vợ ư nó giả vậy nó bảo là bán vậy nó bảo ba ba lần xuống một tôi không biết tôi nói ra hiền tôi không hiểu người biết tôi nói ra hiền bà nói ba ngày ba lần xuống một nói một lần rồi bảo tôi biết tôi nói là phòng xuống nhà nó cái là nó bảo tôi nhìn thấy cái số bát trắng đấy là tôi nhìn thấy nó đã đánh số đấy là 4 năm rồi thì tôi bảo tôi gì bát 20 đơn là làm gì có bát 20 có sao bán nó là thành bát 20 là dẫn đi xuống xong là nó làm gì có bát 20 có bảng lấy nội chứ đó bắt đầu bảo ngồi bảo cãi tôi được là thế bảo 45.000 đi hai chục bạn bạn chúng ba ngày bạn nói vậy với bạn chúng mua